kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, như vậy là trong chiều ngày hôm nay, khối khí lạnh tràn xuống khu vực nước ta khiến cho gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc của Biển Đông sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Sang đến ngày mai, ngày 9 tháng 1, thì vùng gió mạnh sẽ mở rộng hơn đến hầu khắp các vùng biển của nước ta. Cụ thể thì gió trên vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bình Định đến Ninh Thuận sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào ở một vài nơi. Còn tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông thì gió Đông Bắc cũng sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng tại đây cũng khá cao, có nơi sẽ cao trên 3 mét. Chính vì vậy, khuyến cáo bà con ngư dân không nên hoạt động trên các vùng biển này để đảm bảo an toàn. Theo dự báo của các chuyên gia thời tiết thì khoảng ngày 11 và ngày 13 lại tiếp tục có không khí lạnh tăng cường nên đới gió đông bắc tại đây vẫn còn mạnh. Vì vậy bà con đi biển cần lưu ý điểm này. Riêng tại khu vực phía nam của Biển Đông và vùng biển của quần đảo Trường Sa thì thời tiết vẫn còn xấu. Những khối mây đối lưu vẫn liên tục phát triển, gây ra mưa rào và dông mạnh, làm cho tầm nhìn xa tại đây giảm xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ, do không khí lạnh được tăng cường mạnh nên chiều nay trên vùng biển này, đới gió đông bắc sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét, biển động, trời nhiều mây, có mưa rào ở một vài nơi. Cũng nằm vùng ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên tại vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc cũng có cường độ mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, tạo ra những con sóng cao từ 2 cho đến 3,5 mét, biển động, trời nhiều mây, có mưa rào ở một vài nơi, tình trạng biển không thuận lợi cho những chuyến ra khơi của bà con. Lùi xuống phía nam là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Khu vực này thì sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường muộn hơn nên từ ngày mai, ngày 9 tháng 1 thì gió đông bắc tại đây mới hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trời chuyển nhiều mây, có mưa rào ở một vài nơi. Bà con ngư dân nên hạn chế hoạt động trên vùng biển này từ ngày mai để đảm bảo an toàn. Còn tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý thì cũng bắt đầu từ ngày mai. Trên vùng biển này, gió đông bắc sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, tạo ra những con sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động, trời nhiều mây, có mưa rào một vài nơi. Trên khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, nên từ ngày mai, gió đông bắc tại đây cũng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét, có lúc trên 3,5 mét, biển động. Ngoài ra thì những đám mây đối lưu tiếp tục phát triển trên vùng miền này, gây ra mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, bà con ngư dân không nên ra khơi vào thời điểm này. Trong khi đó, thì sang đến vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, thì do được đất liền che chắn, nên trên vùng biển này thì gió đông bắc hoạt động khá yếu, với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Biển thì có những con sóng nhỏ thôi, ở trời vẫn còn khá nhiều mây, có mưa rào và dông ở diện vài nơi đến rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Trên vùng biển Vịnh Thái Lan thì trời cũng khá nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, đời gió đông bắc tại đây thổi nhẹ, tình trạng biển êm ả, thuận lợi cho việc lưu thông và hoạt động của tàu thuyền. Về tình hình thời tiết trên khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường mạnh nên trên vùng biển này thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông ở một vài nơi, đồng thời thì cường độ gió đông bắc tại đây cũng mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 cho đến tận 4 mét, biển động, khuyến cáo bà con ngư dân cũng như là tàu thuyền không nên hoạt động trên vùng biển này. Tại khu vực biển giữa Biển Đông và từ 10 cho đến 15 độ vĩ bắc thì tại đây cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời chuyển nhiều mây, có mưa một vài nơi. Đới gió đông bắc tại đây hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, tạo nên những con sóng cao từ 2,5 cho đến 4 mét, biển động. Do đó bà con ngư dân cũng không nên hoạt động trên vùng biển này. Tại khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Đây cũng là khu vực biển có thời tiết xấu, không thuận lợi cho hoạt động trên biển. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường mạnh, nên từ trưa chiều mai ngày 9 tháng 1, thì đới gió đông bắc tại đây sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển thì cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Trời tiếp tục có những khối mây đối lưu phát triển gây ra mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa tại đây giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.